cây có gốc nở cành xanh ngọn, nước có nguồn bể cả sông sâu. Người ta sinh trưởng bởi đâu, gốc là tiên tổ ân sâu rõ ràng. Sinh ra con cháu quý huệ thịnh vượng thọ trường dương anh hôm nay nhân tiết ngày lành, cháu con sắm lễ tâm thành dâng lên, con dâng lên bái nguyện tổ tiên. Cho
cảnh nở hoa. Sơn hà cầm tu đức giảng thần vũ trụ bao la đuốc thiêng sáng rọi lòng ta ơn dòng sữa mẹ công cha ai tay. Bến nhờ tay người lái ơn mở đường dẫn lối từ xưa nhớ ơn bạch tổ cao dày nhờ ơn có tổ như cây có cành. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hàn lâm xứ sở, dọc trần trần cơ mộ thê lương u hồn, liễu cách dương quan đầu tiên giọt nước mưa sương lạnh lùng. Mưa rừng giã thảo tưởng Phật từ hướng đạo rước lên hay trời tây trúc tỏa sen, chỉ xin chắc giang về miền dương gian. Dòng họ gần xa nơi ăn chốn ở trong nhà suy thời phù hộ thịnh đạo vui. Hiển chuyển cung tung di án mục trường thành tứ đại hải quang trung hóa vật vật pháp tung hoa chứng lực nguyện đứng thập bát nguyện độ chúng sinh cửu phẩm mạng linh đăng. Nam mô đầy vương cực lạc thế giới đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh và quan thế âm bồ tát ma ngà tát. Nam mô a di đà phật. Sẽ loạn thanh giá hồi có lệnh chuyển ra đức thánh trần có lệnh truyền ra các quan vị độ cũng là chư dinh. Tiến cảnh tàu cho hơi bông hai tiến cảnh tàu cho hơi gió nam quang quảng
phương bay ngàn ngào trên đường tình rồng quê nằm sắc cưới Việt Nam địa thế chúng mình. Sai đội lệnh nhận định là thay quyền thượng đế giáng sinh nhà Trần vừa năm kỳ mão tu toàn hoàn. Áo đông đơn ngày vừa năm mang kỳ mão đông đơn đôi người tháng tám giờ dần giáng sinh.
chúc nhang mừng ông tuần mà rượu mà đào dâng tiền tam tuần mà chung gì ông mà đào dâng tiền ông về sang phủ tiên tự nhiên bảo tá hoàn thành tu cánh được phẩm thủy a đã phát đảo thiết ra đắc an linh an linh đô thị kim nguyệt các nhà tu tiếp hương hoa kim vân và tịnh cúng tu trần quý hữu sớ văn hiền thân thượng tấu công vi trần triều hiển mã thánh nhân vũ hưng đạo đại vương ngọc điện hạ trần triều Hải Thánh, Vương Phụ, Vương Mẫu, Vương Phi, Phu Nhân, Điện Hạ, Trần Triều, Vương Tử, Vương Nữ, Vương Tế, Vương Tôn, Phong Đại, Vương Điện Hạ, Tả Hữu Phong Đồng, Lưỡng Ban Văn, Võ Ngũ Hổ, Thần Quan, Phục Vị Tiền, Cung Phẩm, Đại Vương Nguy Nguy Thánh, Đức Đăng Đãng, Thần Thông Tập Phúc, Cứu Dân, Trừ Tà, Phù Chính, Tận Giải Thoát, Diễn Giải Lai, Tự Đông, Tự Tây, Tự Lam, Tự Bắc, Vũ Kỹ, Tự Ta, Cứu Kỷ, Nghi Xuân, Nghi Hạ, Nghi Thu, Nghi Đông, Chấn Cổ, Dư Tư, Tân Thành, Tất, Kiến, Thủy, Y, Tình, Sáp, Trung Đồng, Tình, Đãng, Tần Hạ, Tình, Vô Nhân, Quyết Thích, Bình Quang, Chi Chí, Tẩm Sớ, Thiên Vận, Thanh, Tí Nhiên, Kiểu Nguyệt, Lục Nhật, Tần Pháp Sư, Phục Hành, Cơ Đối, A Di Đà Phật. Là Bức Phê Phai, Chết Nhãn, là Bức Phê Phai, Nghe Độ, Trung Hoa, Tệ Tử, Ngọc Đúc, 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 trình vật thanh nhất sau trình vua cha ông khai quang dung nhan đập càng nhiều hai bên chúng đàn thiên ngã tích đằng đằng công đảng kim kích hoàng lân cật cật thanh chúa tiên trung vừa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thiên trường đức mặt miệng danh tên hà dục chúng mình tham tìm
đẹp dựng lên ngọc nhật phương điệp dâng lên ngài về tông đôi chép biến rõ ràng về cho đôi chữ trường sinh. Tôi cho hai chữ trường sinh nhờ chữ phu chữ quý hát linh họ trường thủy cho giúp anh bùi đường. Đào xuyên trung chính đương tài Bắc Ninh vừa qua cũng có sửa sang lại bản đền bản phủ, tu sửa lại A Di Đà Phật. Nay ơn nhà Phật Thánh có thỉnh nha Mộc Ân Thanh Đồng A Di Đà Phật Lê Dũng Sĩ chúng con tại bản đền Lâm Sơn Linh Từ Long Khánh Đồng Nai A Di Đà Phật nhất tâm về Bắc Đế vua mẫu ngồi làm ngôi quan ngư A Di Đà Phật để quan về quan chấp tờ đơn thánh sớ trên quan tượng tấu giấy quan là chỉnh các la các chủ chúng con tuyên tấu ngày hôm nay là xin tiến mã nhà Trần này con tấu về nhà Trần rồi nay là tiến mã về tứ phủ tập phúc và quá đàn A Di Đà Phật để con chuyên tấu A Di Đà Phật. Mộc Vân Thanh Đồng Nguyễn Thị Tâm chúng con sinh 1953 A Di Đà Phật là tiến bốn tòa sơn trang cộng tiền quay quay ngựa tiền vàng các cung các cửa A Di Đà Phật sau đó là Lam Thở A Di Đà Phật được xin được tiến bốn ngựa ông hoàng A Di Đà Phật và cũng xin được là quan tấu đối là cho được bán khu nhà 50 53 rồi 55 Phan Văn Trị phường Thắng Tam thành phố Vũng Tàu A Di Đà Phật. Sau đó là xin Đoàn Huy Văn chúng con sinh 1958 tại số nhà 195 trên 13 ba khu phường 4 thành phố Vũng Tàu có dân 5 quan lớn tiến ngựa quan chứng cho A Di Đà Phật. Và sau đó là xin được Trần Xuân Bắc chúng con sinh 1968 số nhà 110 Huyền Trân Công Chúa phường 8 thành phố Vũng Tàu đã cũng dân 5 quan lớn 5 ngựa 5 hình rồi cháp tiền vàng A Di Đà Phật quan chứng cho. Và xin được Lê Văn Hoàn chúng con sinh 1977 số nhà 19 Phan Huy phường 2 thành phố Vũng Tàu là dâng mã tứ phủ thánh cậu A Di Đà Phật 4 ngựa 4 cháp 4 hình rồi 4 cây vàng để cầu sinh 1 năm tuổi tiếp A Di Đà Phật. Tôi là Nguyễn Hồng Đức chúng con thì dâng mã 8 tướng sơn trang A Di Đà Phật để 8 ngựa rồi là voi 9 ngà gà 9 ngựa ngựa 9 hồng mao A Di Đà Phật rồi tiền vàng mã man ở số nhà 118 trên 53 trên A3 Bạch Đằng Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh A Di Đà Phật. Thế rồi là Nguyễn Văn Tư chúng con là Lê Tấn Công A Di Đà Phật thì tiến tòa sơn trang Trần Triều cho con tấu rồi lại tiến tiếp một tòa sơn trang rồi 4 cây vàng 4 phủ 3 cây vàng mẫu 3 cây vàng Trần Triều rồi tiến tòa sơn trang A Di Đà Phật để xin ông chắc ở đơn cánh em về sớ dạ. Vâng tạ ơn ạ à. Xin ông ạ à. Ông tấu đối cho sẽ loan danh ra hồi giám sát quyền bơ phủ vương quan nghi ban hoan tình mời bơ phủ vương quan phi phương diện mạo
đoan trang khác thường. Thank you.
phố Vĩnh Hoan Thai. Chén tiểu hành cầm tiên quan dòng giả giáp bạc nghề bao phen nhuộm đỏ sông sông thai chậm 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 dạ như không chỉ dậy trời tây lấp lánh nền đông cơn nóng bùng bầm bầm nổi dậy nước rẽ lôi hàng cuồn cuồn mênh mông rước quan âm đệ tam về tới lạnh lạnh xa đứng rẽ đôi dòng hề cuồn cuộn chân giang khê nên ngàn mây xuống lạnh ra địa danh lạnh sẽ loan thanh giá lâm liệt đông mạnh quân đông tuần danh lâm lâm liệt cùng hoành chữ ta sát mang ngọc quỷ nên danh tương tài
ngày về chúng quả cho đồng bao phen
đắp lũy xây thành khắp miền duyên hải sông tranh lập trời. Sông tranh ơi hỡi bên đi sông tranh trăng nước còn trận tung hoành lâm liệt tung hoành ngoài trăng sĩ ngàn năm hoa ghi đề dấu tranh có nhớ người chẳng suy ta hài danh tuyệt nề vời man chứa hoa tươi
trước răng đèn quang thoảng như hương hồng hào sang khắp bốn phương. Giá do bằng kim cương vàng ngọc nước ngu mình bằng tinh nét ma anh anh đã dấu ngân giá hoa bằng kim cương vàng ngọc nhắc muôn mi bẩm tinh nắng nên đông buồn công chúa giang con sinh tiền cánh cung cấp mà cho đồng bài sai tốt chỉ đầu lục cung năm 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 ấy bốn dòng sơn trang tình nghi tình mang chúc năm năm vàng ngàn xanh ta soi lên cứ soi cho khắp cả ngàn xanh soi khắp núi rừng soi đồng sơn trang soi khắp núi rừng chưa về soi quả đàn rồi lên ma đèn tiền chưa đây mới bắt ma đèn vì sao xinh đẹp thế vì nó rơi ngất bao bỏ hoa là hoa thắm tươi ngàn hoa thắm tươi bye.
cho trăm họ giàu sang đời đời, đem cho trăm họ suốt đời giàu sang. Tài Chúa mới ban chưa tướng vương đem lại để đang tháng ngày ban cho tiền đốt lộc nhiều. Yeah. Mượn cánh chim
hồng mà chín long âm người xoay tỏ chín long âm người xoay tỏ tấp lòng mà trần thế nan nhịp cầu ngô cầu ngô mang bắc hoa sông ngất ni ni hoàng về chứng quả đàn tiên bạch 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 bạch
ngập ngang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiểu nước hoàng mười về đền lễ sẽ loan thanh giá hồi cúc rừng bần bồi chín bên sông lên nhà tay tạo hóa
được nên châu hoa trần là lương nhờ. Lương nhờ gặp chốn thanh hạ tân ý. Nhường gần bạn tiên ba chân, ba chân đã ước nghi đã nguyện. Cầm